sáng 29 tháng 9, đội liên quân cựu cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Vui Khỏe tổ chức trận đấu thiện nguyện, quyên góp hỗ trợ cựu tiền đạo đội Cảng Sài Gòn Phan Hữu Phát. Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, ông Phan Hữu Phát nổi tiếng với đôi chân ma thuật khéo léo, với thể trạng ấn tượng, thể lực bền bỉ và kỹ thuật cá nhân siêu hạng. Ông Phan Hữu Phát trở thành chân sút nổi tiếng của câu lạc bộ Cảng Sài Gòn, được người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh mến mộ. Tuy sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp không dài, nhưng danh thủ Phan Hữu Phát từng khiến các hàng thủ thời ấy e dè mỗi khi đối mặt. Cựu tiền đạo sinh năm 1962 xuất thân từ bóng đá phong trào quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và được cố huấn luyện viên Phạm Huỳnh Tam Lan tình cờ bắt gặp, mang về câu lạc bộ Cảng Sài Gòn cho tập đội trẻ, rồi sau đó tham gia lớp năng khiếu nghiệp vụ, mạnh mẽ, ngang tàng trên sân bóng. Nhưng ông Phát là một người tình cảm, luôn che chở bảo bọc đàn em trong đội và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Các danh thủ nổi tiếng bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh như Liêm Thanh, Đỗ Khải, Trần Minh Chiến, Nguyên Chương luôn tự hào khi là đàn em của anh Phát Cảng. Vài năm qua, cựu cầu thủ Phan Hữu Phát gần như ở ẩn một mình. Đến khi bệnh tim trở nặng, ông lên Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám và phát hiện thêm bị suy thận. Không muốn làm phiền bạn bè thân hữu, ông Phát giấu bệnh của mình. Vừa qua, nhiều cựu cầu thủ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Phan Hữu Phát bị bệnh nặng, tim, gan, mật tổn thương, phải chạy thận nhưng chi phí ban đầu đã hết 100 triệu đồng, phải nhờ bác sĩ ứng trước 50 triệu đồng. Hiện tại, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn đang điều trị tại bệnh viện 115 để hỗ trợ cho cựu tiền đạo Cảng Sài Gòn vượt qua cơn hiểm nghèo. Các danh thủ, cựu cầu thủ và nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức những trận cầu thiện nguyện. Trong đó, trận đấu diễn ra trên sân Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ các danh thủ, cựu cầu thủ gian danh một thời của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, từng khoác áo câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công nghiệp, Cảng Sài Gòn. Sau 3 hiệp thi đấu kịch tính không kém phần vui nhộn, với nòng cốt đội hình là những cựu cầu thủ từng ăn tập chuyên nghiệp như Hồ Thủy, Võ Bá Hùng, Trần Anh Huy, Trần Trọng Lâm, Nguyễn Hoàng Tuấn, Dương Văn Toàn, Võ Văn Lộc, Mã Thanh Hùng, Lê Minh Quang. Đội liên quân cựu cầu thủ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-2. Gần 30 triệu đồng và 200 đô la Mỹ là tổng số tiền được quyên góp sau trận đấu ý nghĩa này. Ngoài ra, những đồng nghiệp, đồng đội của danh thủ Phan Hữu Phát cũng trực tiếp đến thăm và tặng quà. Khi biết tin ông đang phải vật lộn với bệnh hiểm nghèo, trước đó, sau trận cầu thiện nguyện diễn ra trên sân Tàu Đàn giữa các danh thủ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh hôm 28 tháng 9, cựu tuyển thủ Đặng Trần Chỉnh, Lưu Đình Tuấn, Bùi Sĩ Thành đã cùng nhau trao số tiền 83 triệu 400 nghìn đồng và 1.050 đô la Mỹ cho chị người thân của danh thủ Phan Hữu Phát. Hôm nay anh em chúng tôi họp mặt ở đây là làm một trận đấu từ thiện cho anh Phan Hữu Phát, cựu cầu thủ của thành phố mình thập niên 80. Giới trẻ rất nhiều anh em cũng ngưỡng mộ anh, là cũng tượng đài thượng tượng. Thì chẳng may anh gặp cơn bệnh hiểm nghèo, đang nằm viện, anh em chúng tôi họp mặt lại ở đây là để làm một cái trận gì ý nghĩa để ủng hộ tinh thần cho người anh, người đồng đội. Hôm nay thì Phương tham dự có mặt trong trận đấu hôm nay, rất là cho tôi tham dự ngay trên trận thắng Phát và với tư cách là thành viên của cầu thủ của mình xưa đội bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh, anh em cũng đã cùng đồng hồ với nhau, chung tay góp sức vào một phần nhỏ để tạo cho cái động lực và tinh thần cho anh và đang bệnh tật của thời điểm này. Và riêng cá nhân Phương cũng tất cả anh em cầu thủ thì cũng mong muốn và chúc cho anh Phát mau và chóng bình phục khỏe mạnh và cũng như là bóng đá với anh em Hồ Chí Minh.